Đầu mùa giải đều đến từ chấm phạt đền. Nhưng trên tất cả là vai trò của Lý Nguyễn trong lối chơi của Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đánh giá của huấn luyện viên Alexander Polkin vẫn là rất lớn và ông đang xây dựng một lối chơi của Thành phố Hồ Chí Minh xoay quanh. Đây là một đợt phản công chớp nhoáng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Rất nguy hiểm. Liên tục là những tình huống lập bập trong khu vực 16m50. Cuối cùng thì thủ môn Vũ Xuân Cường cũng truy cản rất dũng cảm vừa rồi, đang khiến cho Xuân Cường bị đau. Tình huống băng vào của João Paulo. Một chân sút Brazil khác bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là 0-0. Rất nguy hiểm, không vào. Tình huống đánh đầu ở một cự ly rất gần nhưng là thực hiện pha đánh đầu ở khu vực 5m50 của Nguyễn Trọng Long. Không hiểu sao bóng lại đi ra ngoài và để vượt cầu ấy một cách rất đáng tiếc, khi mà gần như đó là một cầu môn trống đối với cầu thủ mang áo số. Phản công dành cho đội chủ nhà. Quốc Vương, Quốc Vương không vào. Và dứt điểm là cực kỳ trống trải. Quốc Vương với tốc độ và khả năng quyết tâm của mình đã tạo ra một pha bóng phải nói là ngon ăn nhất kể từ đầu trận đấu đến giờ của thủ thành Thanh Diệp. Thời gian kiểm soát bóng theo những con số thống kê đang tỏ ra vượt trội dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm lỗi rồi. Tình huống phạm lỗi của Lâm Thi Phong là tiếp tục có những va chạm. Trợ lý trọng tài đã phải vào sân để hỗ trợ cho trọng tài chính và làm giảm đi những cái đầu nóng. Lâm Thi Phong vào bóng rất nguy hiểm từ phía sau. Đội trưởng Minh Tùng có lý do để mà phản ứng sau tình huống vừa rồi. Giáng Ngọc Tân. Dứt điểm thứ hai, rất nguy hiểm. Bóng đi căng chìm. Bóng đã vượt qua một rừng cầu thủ của cả rất nhiều. Như vậy là đã có những cái đầu nóng đã tiếp tục diễn ra ở những thời điểm đầu tiên của hiệp 2. Những tình huống va chạm của các cầu thủ đôi bên đã nhen nhóm và manh nha xuất hiện trong nửa cuối của hiệp 1. Junio đã không giữ được bình tĩnh trong pha xử lý vừa rồi, sau khi anh bị đeo bám và kèm rất sát. Tình huống phạm lỗi là của Lê Phạm Thành Long. Sau khi Junio ngã thì Lê Phạm Thành Long trong một tình huống tiếp theo đã có một chút tiểu xảo. Quả treo bóng rất cao của Xuân Cường, đánh đâu không vào. Một tình huống treo bóng có điểm rơi tương đối chính xác dành cho Trịnh Văn Lợi, nhưng pha đội đầu của số 15 bên phía đội chủ nhà đã không đi chính xác. Đó là một tình huống mà Văn Lợi và Cơ Thai đã va chạm với nhau và hai cầu thủ áo vàng đều đã bị đau trong tình huống vừa rồi. Tình huống không thực sự hiểu ý giữa Gramus Cơ Thai và Trịnh Văn Lợi. Tiếp tục là một quả đá phạt ở vị trí tương tự mà Thanh Hóa đã có được cách đây ít phút, và đứng trước bóng vẫn đang là Xuân Cường. Nhưng trước đó thì tiếng còi đã vang lên
và thổi phạt một cầu thủ có làm tình huống đẩy người. Đó là một quyết định chính xác. Hãy xem lại tình huống này. Những quả treo bóng từ những tình huống cố định của câu lạc bộ Thanh Hóa vẫn chưa đến được những điểm đến cần thiết. Và đây là cơ hội phản công dành cho đội khách. Không hiểu sao lại xử lý thôi thì cơ hội ăn bàn đã trở nên rõ rệt hơn rất nhiều. Lâm Thi Phong đã băng tốc và có mặt ở khu cấm địa của đội chủ trong chuyến làm khách được dự đoán là khó khăn này. Có thể dứt điểm. Coi như vậy là tỷ số đã được mở cho đội khách và đó là màn tỏa sáng của ngôi sao. Gần như là mờ nhạt nhưng một tích tắc thôi, một khoảnh khắc thôi và một sự lóe sáng cần thiết và đúng lúc. Thì có lẽ đó là pha xử lý rất đúng người, đúng thời điểm của Lý Nguyễn. Một pha xâm nhập thọc sâu vào trung lộ đã gây ra hoàn toàn bất ngờ đối với hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ chủ nhà và một pha dứt điểm cận thành không chê vào đâu được của Lý Nguyễn. Sự chờ đợi của các khán giả, người hâm mộ và cả huấn viên Alexander Polking dành cho ngôi sao Lý Nguyễn cuối cùng cũng đã được đền đáp. Bàn thắng đầu tiên mà không phải trên chấm phạt đền của Lý Nguyễn ở mùa giải năm nay. Bàn thắng thứ 3 của Lý Nguyễn. Phút thứ 86 của trận đấu và Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Một pha đột phá rất tự tin và cực kỳ ấn tượng của Lý Nguyễn. Chúng tôi đã nói đến vai trò của Lý Nguyễn trong việc điều phối, tạo ra sợi dây liên kết giữa các tuyến của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong 15 phút đầu tiên. Nhưng sau khi hiểu rõ được vai trò của Lý Nguyễn thì các cầu thủ đội chủ nhà đã phong tỏa rất tốt cầu thủ này và gần như chia cắt được sợi dây liên kết đó, khiến cho Lý Nguyễn hoàn toàn mờ nhạt trong khoảng 70 phút còn lại. Thế nhưng chỉ một phút lóe sáng thôi, Lý Nguyễn đã khiến cho người hâm mộ phải nhắc đến tên mình với một tình huống đi bóng đột phá rất tự tin. Sẽ chỉ còn khoảng hơn 3 phút thi đấu chính thức dành cho các học trò của huấn luyện viên Duro Petrovic trong việc tìm kiếm bàn thắng san bằng. Trước mắt là như vậy. Huấn luyện viên Duro Petrovic có lý do để mà đang tỏ ra không hài lòng. Hóa ngày hôm nay một pha đánh đầu cực kỳ ấn tượng. Giây bù giờ thứ 49 của phút thứ 5. Sự vui mừng của huấn luyện viên Duro Petrovic. Một pha bay người rất cao và chọn điểm rơi tốt của Trịnh Văn Lợi. Bóng khẽ chạm người của một cầu thủ đổi hướng và khiến cho pha bay người của Nguyễn Thành Thắng đã không còn trở nên ý nghĩa nữa. Một trận đấu cực kỳ kịch tính. Và một lần nữa thì có lẽ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể có được chiến thắng trên sân của Thanh Hóa.